xin chào các anh chị em cô chú. Uh, Katie biết là các anh chị em cô chú bấm vào để xem video này lý do tại sao Katie bị đuổi về việt nam. Uh, thì mấy ngày trước Katie có quay một cái video chia sẻ cuộc sống mưu sinh của người việt ở mỹ và hoàn cảnh của những anh chị em cô chú buôn bán ở chợ đêm có lẽ là có một số bạn hiểu lầm ý của Katie chia sẻ video đó điều mình muốn quay video đó không phải phê phán hay là than thở hay so sánh nước mỹ hay bất kỳ nước quốc gia nào trên thế giới mình không có ý định so sánh nếu như bạn có xem kỹ video không cho qua và không chỉ đọc tiêu đề thì nó không có công bằng với kt điều mà kt quay cái video đó là muốn chia sẻ với mọi người là cho thấy rằng cuộc sống mưu sinh ở mỹ là phải có cố gắng nỗ lực đôi lúc làm việc từ sáng cho tới khuya luôn các bạn đó là mình muốn chia sẻ cái cuộc sống thôi chứ mình khi mà mình quay cái video đó mình không hề có ý nghĩ là so sánh hay là than thở gì hết các bạn nếu mà ai theo dõi kt lâu thì sẽ hiểu tánh của kt như thế nào vì mình đã từng trải qua cái hoàn cảnh như thế này và mình đã từng đi làm mình từng làm chợ đêm mình có chia sẻ đó các bạn và qua video này mình muốn giới thiệu với các bạn từ cái nhìn ở phía sau hậu trường để mọi người có thể hiểu và cảm thông hơn với những khó khăn mình đặc biệt đồng lòng với các anh chị em cô chú mưu sinh qua việc bán hàng ở chợ đêm mình không có ý so sánh giữa mỹ và việt nam mình chỉ muốn chia sẻ muốn mọi người thấu hiểu và yêu quý thêm cuộc sống ở đây và những con người nơi này ở mỹ vì kiếm tiền không phải lúc nào cũng dễ như mọi người thường nghĩ tuy nhiên đó cũng chính là đất nước của những cơ hội và những câu chuyện thành công đáng ngưỡng mộ khi chị cũng có chia sẻ về uh, anh chị em cô chú thành công triệu phú ví dụ đơn giản đi những anh chị em cô chú qua đây lâu rồi có mua nhà mua đất đai hồi mấy chục năm về trước hai ba chục năm về trước thì bây giờ những người đó là toàn là triệu phú ở nam cali nha các bạn nhưng cũng có người mất cả đời luôn để làm việc vất vả để có đủ cuộc sống hàng ngày nha các bạn nhất là nam cali và bắc cali ở bên cali rất là đắt đỏ nha các bạn hãy cùng nhau khám phá sự tận tâm và nhịp sống năng động của cộng đồng việt ở mỹ ví dụ như qua việc buôn bán ở chợ đêm tưởng tượng như bạn đang đến hội chợ chợ đêm và bạn thấy đội ngũ đang bưng vác khiên cả nguyên một cái chiếc xe rất là to lớn uh, Set up lều rồi bàn ghế muỗng đũa nói chung bếp nút li ti lỉnh kỉnh rồi là bạn sẽ hiểu cái nỗi cực nó như thế nào khi bạn tới đó bạn ở trong không gian đó bạn có thể sẽ cảm nhận được không chỉ mồ hôi và công sức mà còn tình yêu thương và sự gắn kết của mọi người sau vài tiếng buôn bán chỉ có khoảng trong vòng ba bốn tiếng buôn bán thôi rồi nguyên đội ngũ sẽ cùng nhau dọn dẹp ở ờ, rửa ráy lau chùi ngày trước thì thi cũng làm chợ đêm thì thi không có ý lên để bán thang với các bạn đâu nhưng mà tại sao cái thi đồng cảm với anh chị em cô chú như thế là bởi vì ngày trước khi mà mình vừa có chợ đêm á các bạn làm nó rất là cực mà lúc đó mình có tâm sự mình may mắn là mình mình làm hội chợ đêm ở phước lộc thọ không nổi đâu Sức mình không có, hội trợ là mình có thể để lều, để tất cả đồ nghề của mình ở đó Bếp nút để nguyên đó, mình chỉ dọn cho nó gọn lại Từ tối thứ năm cho tới tối chủ nhật Rồi mình mới dọn hết, đem vô xe rồi đem về Còn ở đây, anh chị em cô chú phải làm từ lúc 5 giờ chiều Dọn xong khoảng 7 giờ bán, bán xong tới 10 giờ rưỡi Là mới có 3 tiếng rưỡi thôi Thì dọn dẹp, dọn dẹp hết, rửa ráy hết, bỏ lên xe 11 giờ rưỡi ra khỏi đó thì các bạn biết nó cực như thế nào mình nhìn cái sự nỗ lực đó mình cảm thông và mình đồng cảm mình chia sẻ với các bạn ngày trước khi mà mình làm mỗi lần mình làm chợ đêm xong mỗi ngày mình về cái cơ thể mình nó rã rời nó không không có nhúc nhích nổi luôn tức là tay chân cứng nó rất là mệt luôn nhưng mà vì cuộc sống mà các bạn mình cuộc sống mưu sinh là gì mình làm việc hết lòng hết mình Để mình trang trải cho cuộc sống Tiền một đống thứ tiền Tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền cỏ, tiền rác Tiền điện thoại, đủ thứ tiền trong cuộc sống hết Khi mà mình nói là cho dù bệnh mình cũng không cho phép mình bệnh Mỗi ngày cái cái, cái tay của mình mình nhắc không nổi Nguyên cơ thể mình nhắc không nổi Nhưng mà mình phải ráng mình gồng mình chạy làm Nghĩ tới là mình thấy ôi cái cuộc sống lúc đó nó rất là cơ cực luôn các bạn ơi nhưng mà mình sợ rồi mình không có dám than khổ hay là cực khổ nữa mình chỉ chia sẻ lúc đó sau khi mà mình đọc thì mình thấy các bạn nói là ờ, không nên than cực khổ tại vì làm cũng có tiền thì thôi khi chi không có dám than cực nữa bây giờ làm cái video này để trải lòng mà thôi khi mà khi làm cái video vừa rồi khi chia sẻ khi chi lặp lại là mình không có ý so sánh mỹ với việt nam nha hay bất kỳ quốc gia nào khác hết. Nhưng có những bạn gán ghép cho khi thi cái tội danh là đang so sánh ở Việt Nam và Mỹ. Nếu cực quá thôi đi về Việt Nam sống đi. Bởi vì có rất là nhiều bạn muốn đến Mỹ để sống. À, mình bị đuổi các bạn. Mình bị đuổi về Việt Nam. Dĩ nhiên ở đâu cũng vậy, mình phải làm mới có ăn, mình phải mưu sinh bất vả, mình mới có kiếm ra được đồng tiền. Cho nên mới có câu là đồng tiền nó có gắn liền với mồ hôi và nước mắt các bạn. Có vài comment cố tình gán ghép tội cho Katy là nói xấu nước Mỹ. Bạn có xem video không? Có câu nào mình nói xấu nước Mỹ đâu. Mình lúc nào quay video khi mà có cơ hội, có dịp là mình lúc nào mình cũng cảm ơn nước Mỹ hết. Nếu mà bạn nào theo dõi Katy thì sẽ biết. Không có nước Mỹ thì sẽ không có mình ngày hôm nay mình cảm ơn đã cưu mang mình và gia đình mình thật sự luôn nếu mà không có nước mỹ giờ này mình không biết là mình đang ở việt nam làm gì chắc ờ uh, bán bún riêu hay bán cái gì đó kinh doanh chứ mà không có cái cuộc sống như vậy đâu các bạn mình và gia đình của mình đã qua đây hơn 30 năm trời thời gian đầu cũng rất là khó khăn các bạn uh, kể tại là chắc mình khóc luôn khó khăn vô cùng các bạn tưởng tượng mùa đông lạnh lẽo ở da ở arlington gần dallas á, ở texas á, bạn nào mà ở đó rồi thì bạn sẽ hiểu Thời gian mình mới qua mình đâu có áo ấm đâu Các bạn có tưởng tượng không? Trời có 22 độ F thôi Tức là âm độ mà mình không có cái áo lạnh, không có áo mùa đông để mặc mà mình phải đứng đợi xe bus 20 phút, tại vì phải đi bộ ra cái chỗ người xe bus tới chở mình đi học á. Trời ơi cái tay của mình đó, nó muốn gãy luôn tại nó đông lạnh đó các bạn, nó đông cứng đó. muốn gãy luôn á các bạn. Bạn sẽ hỏi ở ờ, ờ, những người họ ở hội thập đỏ hay cái hội gì là sẽ cho không có người ta đâu có cho mình áo lạnh uh, mùa đông đâu các bạn, người ta chỉ cho mình uh, trứng rồi đồ ăn và một ít tiền uh, food stem gì đó để mà mua đồ ăn chứ không có cho mấy cái áo lạnh đâu cho tới khi mà Anh và mẹ mình đi làm mới có tiền Để mà mua áo ấm sau này Chứ mà mùa đầu tiên đó, mình lạnh Mình đứng mà mình khóc luôn tại, tại vì quá lạnh Nhưng mà Nhưng mà không có tiền nha các bạn Không có tiền để mà Tức là người ta chỉ cho mình Vừa đủ bao nhiêu phần Bao nhiêu tiền, số tiền như mình nhớ là Không làm là mấy trăm Vừa đủ để mua mà Mua đồ ăn thôi các bạn thì thời gian đầu ở gia đình mình sống rất là cơ cực rất, rất là khó khăn nha. Chứ không phải giống như là em của mình sau này, em của mình sau này là qua sau thì lúc đó là khi chị cũng đỡ rồi, gia đình cũng đỡ cũng đi làm rồi thì lúc đó cũng có xe, có quần áo ấm, mình cũng chia sẻ cái câu chuyện gia đình của mình ở bên Mỹ uh, lúc đó cực như thế nào để cho em của mình hỏi uống nhưng mà thật ra khi mà gia đình của mình bên Việt Nam, em gái của mình bên Việt Nam mình chưa có qua đi cho dù các bạn có đồng ý mình không cho dù mình kể ở bên đây cực khổ như thế nào nhưng mà sẽ không có ai hiểu được hết. Không ai hiểu được hết. Tại vì cứ nghĩ là ở bên đây đang than nhưng mà thật ra làm rất là nhiều tiền cho tới khi qua bên Mỹ thì cũng được bao bọc cho nên sẽ không hiểu cho tới khi đi làm uh, đụng chạm cuộc sống mà đụng chạm người này người nọ thì mới hiểu được đi làm cực khổ để kiếm tiền ra như thế nào mình đã trải qua cái cuộc sống cực, cực như vậy rồi đó mình mới quý được cái đồng tiền của mình làm ra các bạn có công nhận không khi mà mình sống qua những cái thời gian khổ cực rồi mình làm ra đồng tiền bằng mồ hôi và nước mắt của mình thì mình sẽ quý cái đồng tiền của mình lắm các bạn biết không cái thời gian mà mình mới qua mỹ á trời ơi, lúc đó ha, nhìn thấy nhỏ bạn hàng xóm ăn cái bịch chips cái bịch chip lúc đó có 25 mươi cent thôi nó nhỏ nhỏ như thế này à mà mình ngưỡng mộ nói ước gì mình có 25 mươi cent để ăn giống như vậy ơi lúc đó làm gì mà 25 mươi cent lúc đó đâu có nhiều các bạn bịch chip bây giờ cái bịch chip đó thì cao lắm là một đô à mà các bạn tưởng tượng mình không có 25 mươi cent để mua bịch chip ăn thôi đi học ha đi học là chỉ ăn trong trường thôi làm gì có tiền mà mua mấy cái lặt vặt khác khi mà đi học xong về mà trên xe mà thấy mấy đứa bạn mà ăn cái này ăn cái nọ mình ngưỡng mộ vô cùng luôn là biết lúc đó nghèo cỡ nào rồi rất rất là phải nói là không đừng có nói là có dư mà còn không có không có cái gì để mà diễn tả được cái khúc đó có đôi dép đi học là mừng lắm rồi lúc đó nha các bạn ờ, có bộ đồ mặc nhưng mà không có áo áo lạnh nha các bạn chỉ có đủ tiền để mua cái cái cặp táp tức là cái ba lô để đi học khi luôn quý những gì mình có và mình luôn lúc nào cũng cảm ơn nước Mỹ đã cưu mang mình và gia đình của mình nhờ đất nước Mỹ mà mình có cơ hội sinh sống và làm việc và có cuộc sống như ngày hôm nay tuy là mình mình không có giàu có nha các bạn có nhiều bạn lầm tưởng là khi giàu có cho nên đi nước này nước nọ giống như khi chia sẻ đó uhm. bạn có hiểu hay không hay là cố tình không hiểu thì mình không biết nhưng mà mình đã chia sẻ đó hàng năm mình cứ đi làm mình làm rất là cực một lại ngày mình làm mười mấy tiếng trong lúc người ta ngủ là mình vẫn còn làm việc nha các bạn và mình có để dành một số tiền sau đó mùa hè mình sẽ đưa gia đình của mình đi chơi đi đây đi đó để cho mình thoải mái cái tinh thần và cho con của mình khám phá chỗ này chỗ nọ mình không có giàu cũng không nghèo chỉ vừa đủ sống nha các bạn và mình không bao giờ có ý định khoe khoang nếu mà ai theo dõi khi đi bao lâu nay mình chưa bao giờ mình khoe cái gì hết, mình, xe mình đi cũng là xe cũ chưa bao giờ khoe nhà mình hay là xe mình chạy hay là cái gì hết không bao giờ có ý định khoe khoang luôn các bạn mình sống rất là bình dân luôn mình mà đi ngoài đường hả các bạn thấy mình đeo ba lô nhìn nghèo lắm thật sự luôn á nhìn nghèo như vậy á nhưng mà không có nghèo nhưng mà cũng không có giàu luôn các bạn chỉ là vừa đủ sống vừa đủ ăn thôi bạn có bao giờ thấy mình đi du lịch ở khắp nơi đến nỗi mình về việt nam á các bạn biết không đi chơi vậy nhưng mà mình vẫn mua đồ trong Costco, mình nói luôn mình mình mua đồ ở đâu mình cũng nói mình mua trong Costco ba cái áo 10 đô, ba gáo áo thun 10 đô. Mình mua mười mấy cái như vậy. Rồi mình mua mấy cái quần hai uh, cái 10 đô, mình cũng nói với các bạn luôn. Rồi mình mặc những cái bộ đồ đó mình đi uh, Nhật mình đi Hàn Quốc mình về Việt Nam mình mặc những bộ đồ đó. Ờ, nhìn vô là bình dân vô cùng luôn chứ không có uh, diện đồ lên cho đẹp để người ta biết mình là việt kiều không có luôn đó. các bạn có công nhận một điều không là những gia đình sau này hay là những em sau này qua mỹ mà có gia đình ở đây rồi sẵn rồi á thì nó đỡ hơn trong cái thời gian như ba mươi ba mươi mấy năm về trước không nghĩa là đã có gia đình ở đây có thể giúp đỡ mình cho nên là không có trải qua những cái giai đoạn khó khăn đó có thể sống uh, không có vất vả như ngày xưa cho nên ít ra mình có thể lo cho gia đình mình mới qua được đúng không? Có bạn nói cô chú lớn tuổi thì có tiền lương, lương hưu hay là tiền uh, ăn tiền trợ cấp cũng có thể sống thoải mái. Có bạn chia sẻ là hai vợ chồng uh, một tháng ăn tiền trợ cấp hay là lương chính phủ gì đó có một ngàn mấy hay là hai ngàn. Đối với tiền đó là không thể sống ở Cali được các bạn, không thể nào sống. Còn mình còn những anh chị em cô chú ở hội chợ thì mình không biết, mình đâu có hỏi sâu xa với vấn đề là tiền lương của người ta có ăn tiền trợ cấp hay là ăn tiền già không. Nhưng mình biết chắc một điều là anh chị em cô chú ở đó không có bởi vì anh chị em cô chú biết là khi chị quay chia sẻ trên YouTube thì nếu mà mình ăn tiền trợ cấp là mình đâu có muốn ai biết đâu. buổi khi mình ăn tiền trợ cấp rồi mình đi làm, mình làm chủ của một cái sạp nào đó thì đâu có được đúng không? Cho nên là khi mà mình quay đó là mình có xin phép theo mình biết được đó, là anh chị em cô chú đi làm đàng hoàng. Lúc mà mình quay thì mình mình không có nghĩ sâu xa là anh chị em cô chú ở đó có nhận tiền lương hưu hay là uh, tiền trợ cấp chính phủ hay không, mình không có nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà mình xin phép quay và mình vì mình cảm thấy mình mình nhìn mình thấy thương quá. Cho nên là mình xin phép quay để chia sẻ cái cuộc sống mưu sinh ở Mỹ Rồi có bạn nói là làm chợ đêm giàu lắm Bán có mấy tiếng vậy thôi lời mấy ngàn Không có đâu các bạn ơi Làm gì lời mấy ngàn tại mình làm rồi Mình biết không thể nào mà lời mấy ngàn được á Tiền trả cho mặt bằng tức là tiền rent ha. Rồi tiền nhân viên Rồi tiền supply tức là tiền đồ ăn, mũ, nũa, nĩa, nũ, đũa Tiền bếp, tiền ga đủ thứ tiền đó Trừ ra là không còn bao nhiêu hết Lời mấy trăm là mừng lắm rồi Còn mà có sạp nào mà lời một ngàn là mình cũng Nghĩ là sạp đó là rất là giỏi luôn Là phải bán đắt dữ lắm Trong vòng chỉ có 3 tiếng rưỡi mà lời một ngàn đô Là mình phục cái cái sạp đó lắm luôn á Nhưng mà mình không có hỏi về cái vấn đề đó các bạn Lời trên một ngàn mấy là chắc là rất là hiếm luôn á các bạn Có bạn nói với Katie là Katie ơi đừng có quay cái video này Bởi vì những cô chú anh chị em ăn tiền trợ cấp thì sẽ bị phạt bị ngồi tù bị cái gì đó bạn yên tâm là cái chi đã xin phép rồi và cô chú anh chị em đã đồng ý cho nên cái chi mới quay và chia sẻ rồi có bạn nói cái chi là tại sao chị có quay mấy cái sạp này xong mấy cái sạp kia không có quay tại vì thật sự mà nói mà không có đủ thời gian đi qua đi lại hai ba cái sạp đó là mình không có đủ thời gian quay rồi các bạn mà các bạn tưởng tượng cái chi quay từ lúc 5 giờ dựng sạp lên rồi mình đi vòng vòng mình rất là đuối các bạn sau đó mình đợi rồi mình quay buổi tối nữa cho tới khi mà đóng sạp là 11 giờ rưỡi đêm mình với gia đình mới về quay cái video đó chia sẻ với các bạn mình không có ý nghĩ gì luôn á mà tự nhiên mình bị nói như vậy mình cũng buồn chứ các bạn cho nên mình làm video này để cho bạn an tâm là mình đã có xin phép ờ, anh chị em cô chú rồi nha các bạn thấy cái video mình quay mình đưa chia đình ra buổi đó tối rồi các bạn nhưng mà mình cũng muốn con mình cái cách khi trinh dạy cho gia đình á là cũng giống như mình vậy. mình quý trọng cái đồng tiền mình làm ra cuộc sống vất vả như thế nào mình nói gia đình là ông bà cô chú là con thấy ông lớn tuổi mà vẫn còn đi làm lụng vất vả dọn dẹp như thế này là con biết cực lắm luôn để gia đình ảnh biết cái sự cực khổ nó như thế nào khi mà làm ra cái đồng tiền của mình thì khi mà mình hỏi ảnh là con biết tại sao mẹ, mẹ đưa con ra đây để cho con xem uh, buổi tối như thế này không ảnh trả lời ảnh nói dạ con biết là đồng tiền làm ra rất là cực khổ tại vì các bạn sẽ hỏi tại sao chê đành biết mỗi tối mình hay đọc và kể chuyện cho chê đành nghe từ lúc nhỏ tới giờ các bạn cứ mỗi tối tới bây giờ ảnh 11 tuổi mình vẫn nằm đọc những cái câu chuyện cho ảnh nghe những cái câu chuyện về nhân văn và cuộc sống mình đọc hết các bạn bất cứ chuyện gì mà mình thấy hay và có ý nghĩa và dạy cho con mình từ đạo đức cho tới cuộc sống mưu sinh làm ra tiền như thế nào và phải quý trọng đồng tiền như thế nào mình nói mỗi ngày mình dạy mỗi ngày cho nên là khi mình hỏi ảnh trả lời như thế là mình cảm thấy mình hết ra mình cũng không phí công mình dạy con mình nhưng mà có lẽ những bạn đó không có coi không có coi khúc đó hay là không coi video luôn có một điều mình không có ngờ đến luôn Hẳn đây mình tâm sự mình không có ngờ đến Khi mà mình làm video này á Mình không có ngờ đến Tại mình không có nghĩ tới Đó là gì Đó là khi mình làm cái video Chia sẻ cuộc sống mưu sinh Mà mình làm short Mình làm ngắn có một phút mấy à Mình chia sẻ trên Facebook á Thì chưa đầy một ngày Trên 300.000 view Và hơn 7.000 bấm nút like và thả tim Thì mình có hỏi Mình có hỏi thăm một hai em tại mình không có thời gian hỏi nhiều người tức là mình muốn hiểu tại sao là em chia sẻ và mình cũng vô cái cách mà em viết khi mà em chia sẻ là bởi vì em nói những người chia sẻ như là em là bởi vì muốn cho gia đình bên Việt Nam biết là bạn bè gia đình bên Việt Nam biết là cuộc sống mưu sinh bên đây nó không hề dễ như ở Việt Nam tưởng là đồng tiền làm ra rất là cực khổ là ý của những em như đó cho nên có hơn một ngàn uh, hơn một ngàn xe luôn các bạn là trong vòng chưa tới 24 tiếng đồng hồ nha thì mình cũng hơi hơi bất ngờ là bởi vì mình không có nghĩ cái video này sẽ được chia sẻ nhiều như vậy là bởi vì cái mục đích của các em là muốn uh, gia đình và thân nhân biết là cuộc sống hưu sinh ở bên đây vất vả lắm đừng có nghĩ tiền kiếm ra dễ đó là mình muốn chia sẻ với các bạn thôi là mình có có hai cái mình bất ngờ đó là cái này và cái cái hồi nãy là mình bất ngờ là có nhiều bạn hiểu lầm cái ý của mình khi mà mình làm video. Tánh KT rất là hòa đồng và tâm không có tạp niệm các bạn. Nếu mà bạn nào mà theo dõi KT lâu rồi đó, là sẽ hiểu tại sao những bạn đó thương mình là bởi vì tâm của mình không có dính tạp niệm tạp niệm là gì mình chưa từng đi nói xấu một người nào hết hay là đi làm cái gì mà trái với lương tâm của mình hết và không bao giờ là anh hùng bàn phím dùng ngón tay mình gõ ra những lời làm tổn thương Để bất kỳ ai hết bạn có bao giờ thấy mình nói bóc phốt ai không không nha cho dù người ta nói những lời lẽ làm tổn thương mình mình cũng dùng lời lẽ nhẹ nhàng mình nói mình nói để cho những người thương mình á để hiểu mình sống rất là lạc quan yêu đời và cái cách mình sống là mình làm như thế nào để sống có ích cho xã hội mình làm cái gì làm từ thiện giúp đời giúp người tức là mình làm bằng cái tâm của mình các bạn nên những ai mà theo dõi kt cũng sẽ hiểu được cái tâm của mình và những điều mình làm là xuất phát từ cái ý tốt kt rất là tiếc và buồn khi có nhiều bạn hiểu sai mục đích của kt quay video chia sẻ vừa rồi còn những cô chú anh chị em nào mà thấu hiểu kt ngay từ đầu á cho kt ngỏ lời cảm ơn chân thành cũng nhờ có các bạn mà Kity vững tâm quay tiếp tục quay chia sẻ với các bạn và quay những video hữu ích để chia sẻ với các anh chị em cô chú. Và hy vọng là những bạn nào mà không thích Kity á, không thích Kity thì bỏ qua, bỏ qua video Kity chia sẻ nhưng mà đừng có xuyên tạc những gì Kity muốn truyền đạt. Là Kity vui lắm rồi, mình nói thật á. Đừng có hư cấu một cái câu chuyện mình muốn chia sẻ rồi hư cấu nó thành một cái vấn đề nó đi quá xa luôn mình hy vọng là như vậy thôi không cần là các bạn phải uh, mình không có yêu cầu là các bạn phải yêu thương kt nhưng mà chỉ hy vọng thôi là bạn đừng có xuyên tạc thật sự mình cảm ơn mình đội ơn lắm luôn á thì thôi video tới đây cũng dài rồi tại vì mình muốn chia sẻ với các bạn và hy vọng là các anh chị em cô chú sẽ hiểu katy hơn thì cảm ơn nhiều lắm mình chúc các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ an lành và hạnh phúc nha Happy Labor Day kỷ niệm 8 năm thành lập Teletron Eden Center Washington DC kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mùa thu hoàn toàn miễn phí tại Teletron Eden Center trong suốt 3 ngày thứ bảy ngày 2 chủ nhật ngày 3 và thứ hai ngày 4 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng Sơn Ca, Giao Linh, Trần Thái Hòa, Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, Hương Thủy, Y Phương, Sơn Tuyền, Phương Hồng Quế, Philip Huy, Mỹ Huyền, Andy Quát, Phạm Khánh Hưng, Gina Bảo Trân, Justin Nguyễn, Leon Vũ, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Cải Lương, Kim Tử Long, hai kịch Thúy Nga, Văn Rì, nhật Cường. mc nam lộc giáng ngọc Ban nhạc nay đặc biệt trong ba ngày nhạc hội mùa thu dc tại teletron eden center nơi công điện hiệu tiger làm chỉ tám đồng chảo không made in korea chỉ sáu đồng Full max do chính phủ năm hàng đầu tư phát triển no alcohol giúp bệnh nhân ung thư phục hồi nhanh chóng một hộp ba gói sale ba đồng mua năm tặng một cao ly hoàng đế đơn chỉ tê tay chân giúp lưu thông máu phòng ngừa đột quỵ tăng cường sinh lực một hộp ba mươi gói sale ba trăm đồng mua một tặng một ghế massage trị liệu khô dầu thế hệ 4D, made in Japan. Pen giá 10.000, sale 7.699 đồng. Labor Day Weekend thứ bảy ngày 2, chủ nhật ngày 3 và thứ hai ngày 4 tháng 9 kính mong quý đồng hương đến tham dự nhạc hội mùa thu DC tại Teleton Eden Center 703 237 -8999. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.